mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Chiều hôm nay ta đi ngang qua ngay góc đường Phùng Hưng với lại đường Nguyễn Trãi thuộc quận 5 nha. Thấy có chị gái bán bột chiên nè. Cô ta ghé vào hỏi thăm cũng như là chia sẻ giới thiệu người đến toàn thể quý vị nha. Để quý vị nào mà có dịp đi ngang qua đây thì có thể ghé và trải nghiệm. Dạ em chào chị nha. Dạ. Nãy để chị nói là nghe giọng quen quen. Có đăng ký kênh của anh rồi đó. À vậy hả chị? Dạ cảm ơn chị nha. Chị bán ở đây được lâu chưa? Thì theo bố thôi. Bố bán đây được 50 năm rồi. Đời thứ ba rồi. Đời thứ ba rồi. Mình người Hoa hả chị? À, người Tiều. Người Tiều. Cái thời gian mình bán ở đây là sao chị nhờ? À, từ 3 giờ tới 10 giờ đêm. 3 giờ chiều. Một phần bột chiên mà 2 trứng là giá bao nhiêu vậy chị? 40.000. Cái này là mỡ hả chị? Này khách dặn mang về quý vị ạ. Ngoài bột chiên ra thì ở đây chỉ còn nhiều loại bánh lắm. Bánh hè, bún sắn, khá liễu, bún xào, bún xào. Dạ. Bánh hè là màu xanh này phải không chị? Dạ đúng rồi. Bánh lá liễu là màu cam đó. Dạ. Còn đây. Những cái bánh đẹp ghê hả? Mấy loại bánh này thì mình bán giá là sao chị nhỉ? Dạ, cái này 20. Bánh này 20 là còn cái này 15 hết. Dạ. Cái lá liều này là cái nhân ở trong là nhân gì vậy chị? Dạ tôm khô đậu phộng. Để chị lấy cho em phần bánh lá liều nha. Cái bột chiên á thì cô ta cũng hay ăn rồi quý vị, mà cái bánh lá liều này ít khi ăn. Cô ta đứng xa xa cho quý vị xem rồi chiếc xe của chị nha. Xe ven đường thôi quý vị ạ. Nhìn cái cảnh đẹp lắm. Ở phía bên kia là chợ Phùng Hưng kìa. Ngay góc đường ở đây là đường Nguyễn Trãi. Cô ta đang đứng ở bên đường Phùng Hưng đối diện chợ. Bây giờ là khoảng 4:30. Xe của chị đã lên đèn rồi. Rồi, mình ăn bánh nào? Lên bánh lá liều đi chị, với lại bánh hè đi. Có hai loại thôi đúng không chị? Có 3 loại rồi. À, lấy cho em 3 loại đi. Cái này là chị đã chiên sơ qua rồi hả? Đúng rồi. Rút cùng rút đó. Có tôm khô họ ta ăn ta chửi à. Cái này là bò bụng đếp hả chị? Dạ đúng rồi. Cái này đếp, còn này là bò há cảo. Cái này là tỏi. Cái này là muối hay gì vậy chị? Dạ không, đó là sa tế bột hả? Sa tế bột hả? Còn này là sa bấu hả? Đúng rồi. Còn đây là tỏi á? Dạ. Cái này tỏi cũng phải muối. Dạ. Mấy cái món bình dân rồi. Dạ đúng rồi.
Ở đây cũng có nhiều người quay rồi bảo chị. Có nghệ sĩ Dương Dương đồ đó. Nghệ sĩ gì? Không, nghệ sĩ Dương Dương quay TikTok đồ đó. À, quay TikTok hả? Dạ. Yeah. Nó kèm hồi kia nhà ở đây thì em mới lợi ra ăn thôi. Thêm đu đủ á chị. Tường. Cái đó 20 kg bột không chị? Thấy nặng quá vậy. 20 hả? Dạ. Báo chính xác luôn. Mà mình lấy lại là mình làm chị? Lấy lại. Bữa nay làm cực gì á? Không cần đâu, nhưng mà hồi xưa là nhà ông nội có làm á. Mà là bít quá. Mình kêu là cái lò á. Thôi. Chị bán có một mình đó quý vị, nên vừa bán lại vừa tính tiền cho khách luôn. Ở đây thấy đa số những người đến đang ở đây quý vị là những người Hoa, người Tiều. Quý vị thấy chiếc xe nhìn đẹp ghê ha. Đặc biệt là bánh lá liệu quý vị, đẹp. Này chị chiên sơ qua thôi quý vị, tí nữa có khách ăn á chị mới chiên lại cho em lần nữa. Cái này là khoai môn đây hả chị? Dạ đúng rồi anh.
Tôi không là chị không có cắt giống buồn mà. Dạ không, chiên xong rồi mình cắt. À chiên xong mình cắt. Như vậy nó ngon hơn hay sao chị? Dạ đúng rồi. Hay là dễ chiên hơn? Cũng có thể nữa. Dạ. Nhưng mà hồi xưa chị... Rồi, có không mỗi hơn. Nhưng mà hồi xưa giờ là chiên xong rồi mới cắt. Dạ đúng rồi. Đó là bánh bột khoai môn. Mỗi lấy trứng không? Thông thường bột chiên quý vị thì thường người ta hay lấy cái mỡ hơn là lấy dầu. Là cái mỡ nó thơm hơn.
đây quý vị ơi, quý vị xem lại về bánh ha. Hôm nay Phú Ta không ăn bánh bột nha quý vị. Bánh hè, bánh lá liều với lại cái bánh gì quên tên mất tiêu rồi. Ba loại bánh. Có thêm một cái trứng. Đây. Ở trên đây chị cho chén nước tương này, có ớt. Ở trên mặt quý vị thấy đu đủ. Ngoài ra ở trên bàn chị còn để đu đủ. Quý vị nào mà muốn ăn thêm thì bỏ thêm nhé. Cái phần này của Phú Ta là có giá là 50.000. Một trứng 50.000, nếu mà hai trứng thì 60. Đó. Hành này. Hành tỏi. Đây nó trong. Đó. Nhân lá hẹ. Rồi. Cho nó tương lên. Phú Ta thích nhất là cái bánh lá liệu này nè quý vị. Thấy cái bánh lá liệu này nhìn cái màu nó đẹp. Đây. Mấy vị nha. Có chút dai dai quý vị ạ. Đây ở trong là có tôm khô nè. Cái này là 20 hết quý vị. Cái này là như mắc nhất. Vừa mới thưởng thức xong dĩa bánh lá hẹ, bánh lá liễu quý vị. Thì nếu một quý vị nào mà có đi ngang qua đây thì có thể ghé và trải nghiệm nha. Ở đây cái địa chỉ chính xác là bao nhiêu chị nhờ? 200 Phùng Hưng ạ. À dạ. Đối diện 200 Phùng Hưng nha quý vị. Đây. Lý Hòa Trưng Lập Vì Gia, cái tên nó khó đọc quý vị ạ. Đọc chưa quen á, 200 Phùng Hưng nha. Chị bán buổi chiều từ 3 giờ đến khoảng 10 giờ. Một phần thì 40, 45, 50. Ok quý vị. Ở đây chị có đa dạng các loại bánh. Bánh bột khoai môn, nui xào, hủ tiếu xào. Đó. Quá trời loại luôn. Quý vị muốn ăn gì thì đến đây trải nghiệm nhé. Đây thì hương vị của người Tiều, người Hoa quý vị.